Con người sống ở đời phải biết trân trọng và tiết kiệm ba thứ này. Quý vị thân mến, đời người ngắn ngủi chỉ quẩn quanh trong khoảng 30.000 ngày, một năm 365 ngày. Nếu thử tính một chút thì ta thấy thời gian mà chúng ta có rất hạn chế. Cuộc sống này là hữu hạn, vậy thì chúng ta phải làm sao mới có thể sống một cách tốt nhất đây? Con người sống một đời, sức khỏe, tiền bạc và tình yêu là ba thứ quan trọng nhất. Chỉ cần bạn biết trân trọng ba điều này, cuộc sống sung túc, hạnh phúc mỹ mãn sẽ luôn trong tầm với. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất, sức khỏe. Sức khỏe là thứ mà khi đã bị mất đi thì cho dù bạn có dùng bao nhiêu thời gian cùng tiền bạc cũng khó có thể lấy lại được. Tôi có một người bạn làm ở công ty quảng cáo. Việc tăng ca đến 2-3 giờ sáng là chuyện thường tình đối với cậu ta. Có lúc còn làm việc suốt cả đêm. Cậu ta có một thẻ tập thể dục, nhưng một năm cùng lắm chỉ đi tập được vài ba buổi. Ngoài ra, chẳng có bất cứ hoạt động thể thao nào. Lúc mới bắt đầu, sức khỏe cậu ta còn khá tốt, nhưng lâu dần chỉ cần thức khuya một đêm là hôm sau thường bị chóng mặt, hoa mắt, thậm chí là buồn nôn. Càng đáng sợ hơn là có một lần cậu ta đi vệ sinh, bỗng cảm thấy đầu choáng váng, suýt chút nữa là ngã xuống sàn. May mắn thay, người nhà phát hiện ra đã mau chóng đưa cậu ta tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ mới thông báo cậu ấy bị vỡ mạch máu não. Nhưng rất may, đó chỉ là mạch máu nhỏ ở phía ngoài, và vì được tới bệnh viện kịp thời nên không có vấn đề gì lớn. Cẩn thận xem xét những quy tắc sống của cậu ấy, tôi thấy kỳ thực nhiều bạn trẻ hiện nay cũng ở trong tình trạng như vậy. Thường xuyên thức khuya, chịu áp lực lớn và gần như chẳng bao giờ tập thể dục. Hậu quả là sức khỏe ngày càng sa sút, liên tục mắc bệnh nọ bệnh kia. Bạn à, trên thế giới này, ngoài sự sống chết của bản thân thì mọi thứ khác đều chỉ là chuyện nhỏ. Vậy nên, nếu đã đến với cuộc sống này, mong bạn hãy biết chăm sóc tốt cho bản thân. Không có việc thì đi ngủ sớm, học cách giảm bớt áp lực cho mình, và đừng lười tập thể dục nữa. Thứ hai, tiền bạc. Lúc còn nhỏ, bà ngoại thường nói với tôi, trời đang nắng đẹp cũng cần phòng khi mưa giông. Có nghĩa là mọi thứ đều cần phải phòng trước. Lúc thuận lợi thì nên nghĩ tới khi khó khăn, lúc vô sự thì nên chuẩn bị cho những khi có chuyện xảy tới. Chúng ta theo đuổi một cuộc sống chất lượng cao, nhưng không đồng nghĩa với việc phải tiêu pha phung phí hết số tiền mình có. Ví dụ, có một cô gái theo đuổi cuộc sống đẹp đẽ, tinh tế. Bất cứ thứ gì cũng phải là đồ tốt nhất. Mỗi tháng khi được phát lương, cô đều dùng toàn bộ tiền để trả thẻ tín dụng. Tiền gửi hàng tháng đều ở con số âm. Có một lần, người nhà bị bệnh cần tiền gấp, nhưng cô ấy không có chút tiền tiết kiệm nào. Lúc ấy, cô gái chỉ còn biết vay mượn khắp nơi, mãi mới vay đủ tiền. Sau lần đó, cô mới hiểu ra rằng không có tiền mới là nỗi đắng cay lớn nhất đời người. Vậy nên, dù trời đang nắng, cũng đừng quên phòng những ngày mưa. Lúc có tiền, hãy tiết kiệm phòng lúc cần, đừng bao giờ hoang phí tiền bạc. Hãy học cách tiêu tiền sao cho hợp lý. Mọi thứ không cần phải là đồ tốt nhất, không cần phải là thứ đắt tiền. Hãy chọn những thứ mình cần và phù hợp với điều kiện của bản thân. Thứ ba, tình yêu. Có một người vô cùng yêu bạn, nhưng bạn lại không trân trọng tình cảm của người ta, để rồi khi mất đi mới thấy hối tiếc thì đã muộn rồi. Bạn đã bao giờ trải qua tình huống như vậy chưa? Trong cuộc sống, có những người đối tốt với bạn đến nỗi bạn xem tình cảm của họ như một điều hiển nhiên. Nhưng bạn lại quên mất rằng tình cảm giữa hai người cũng giống như việc vỗ tay vậy. Nếu chỉ có một bàn tay thì sao có thể tạo nên được tiếng? Đến một ngày,
khi lòng họ đã nguội lạnh, tuyệt vọng, họ sẽ chọn rời đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với một tình tiết trong bộ phim Tạm biệt chàng chiến bại. Hạ Lạc ngồi trên ghế, tay bưng bát mì thì là mà Mã Đông Mai đã làm cho, giọng đầy tiếc nuối nói với Đông Mai: anh từng nằm mơ, mơ rằng hai chúng ta đã kết hôn nhưng lại không hạnh phúc. Anh suốt ngày chỉ biết rượu chè khiến em tức giận. Nhưng vào mùa đông, khi anh bị đau dạ dày, em vẫn dùng bàn tay ấm áp xoa bụng cho anh. Có một lần anh ngã xuống giếng, bị gãy mất cái răng cửa. Em đã ở bên vừa chăm sóc anh, vừa tách hạt hướng dương khiến anh phiền chết được. Nhưng ai biết, những hạt hướng dương em tách cuối cùng lại để cho anh ăn. Cuối phim, Hạ Lạc mới phát hiện cuộc sống trước kia thì ra là một giấc mộng. Người mà anh yêu vẫn còn ở bên cạnh anh. Anh vẫn có thể thưởng thức món mì do Mã Đông Mai nấu ở hiện thực, chứ không phải chỉ trong giấc mơ. Thế nhưng trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn như Hạ Lạc đâu. Vì có nhiều người, nhiều chuyện, một khi đã làm sai rồi thì sẽ không bao giờ có thể quay lại, làm lại được nữa. Có thể nói, trái tim của con người là thứ kiên cường nhất, nhưng cũng là thứ yếu đuối nhất. Lúc một người yêu bạn, trái tim họ kiên cường lắm, có thể vì bạn mà làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu bạn không biết trân trọng, còn làm tổn thương trái tim của họ, họ sẽ từ từ rời đi và biến mất khỏi thế giới của bạn. Trong cuộc đời này, chúng ta có thể sẽ gặp qua vô số người, nhưng có được một người yêu bạn thật lòng là chuyện chẳng dễ dàng. Vậy nên ngàn vạn lần cũng đừng phung phí tình yêu của họ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, biết tiêu tiền, tiết kiệm và kiếm tiền là ba điều kiện cơ bản để có một cuộc sống ổn định. Trong thực tế, không muốn tiêu tiền chỉ khiến chúng ta trở nên nghèo đi. Tiền bạc là những con số vô tri mà tự thân nó không thể đổi lấy được bất cứ giá trị nào. Tiền bạc chỉ có thể phát huy giá trị của chính nó khi phục vụ cuộc sống của con người. Do đó, muốn kiếm tiền, bạn phải biết cách tiêu tiền. Trên thực tế, chi tiêu chính là biến tiền bạc trở thành một loại tài sản. Tiền không được tiêu thì chỉ là một mảnh giấy. Vì vậy, hãy sẵn sàng chi tiêu ba loại tiền này, bởi càng tiêu nhiều, bạn sẽ càng giàu. Thứ nhất, tiêu tiền để báo hiếu. Không chỉ cho ta hình hài, cha mẹ là người nuôi nấng và dưỡng dục chúng ta nên người. Cha mẹ là người chúng ta cần biết ơn nhất trong cuộc đời này. Dù nghèo khó hay giàu có, thì một lẽ tự nhiên không thể phủ nhận, cha mẹ luôn cho ta rất nhiều điều quý giá. Cha mẹ chính là người giúp ta nhặt những viên gạch vỡ lên và xây những hàng gạch đầu tiên. Mỗi bước đi lên của con là hơi thở và sức vóc của cha mẹ ngày một yếu dần. Nhưng tình thương đấng sinh thành dành cho các con vẫn mãi tăng lên theo thời gian. Chi tiền cho cha mẹ là lẽ thường tình và tự nhiên mà con cái nên làm. Dù bạn có đang nợ nần hay nghèo khó, đừng bao giờ chần chừ việc báo hiếu, cũng không nên tính toán chi ly từng đồng, từng hào, rằng đã chi cho cha mẹ bao nhiêu tiền. Số tiền đó có thể không nhiều, nhưng hãy đền đáp công lao trời biển của cha mẹ một cách cân xứng với những gì mà bạn có. Bạn có thể cùng cha mẹ đi dạo, trò chuyện và mời họ dùng bữa ở nhà hàng, cho họ thưởng thức những món ăn ngon, đặc sản trên rừng dưới biển. Gần một nửa cuộc đời tần tảo lo lắng cho các con, cha mẹ chưa từng mơ đến những thứ vật chất xa xôi, chỉ mong con nên người. Mặt khác, khi bạn sẵn sàng báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ, không chỉ đấng sinh thành cảm thấy vui lòng, mà bạn còn nhận được sự đánh giá tích cực của người khác. Khi đó, bạn sẽ được nhiều người tin tưởng và kết bạn, kể cả trong các mối quan hệ làm ăn. Thứ hai, tiêu tiền để mua kiến thức. Đầu tư vào bản thân, chi tiền
để đổi lấy kiến thức là sự lựa chọn hàng đầu. Đây là khoản đầu tư rất dễ thu lại lợi nhuận và cũng có thể nói là rất an toàn, không bị giới hạn bởi thời gian, mang đến hiệu quả không ngờ. Chi tiền cho kiến thức là cách quản lý tiền bạc an toàn nhất. Thời đại thay đổi không ngừng, không có công việc ổn định, chỉ có năng lực ổn định. Cho dù đó là đọc sách hay học một kỹ năng mới, đều là để mở rộng giới hạn năng lực của mình. Càng đầu tư vào bản thân, chúng ta càng nhận lại được những giá trị về lâu dài. Số tiền mà bạn chi tiêu cho bản thân sẽ được thu hoạch bằng nhiều cách khác nhau. Vốn tri thức mà bạn có, một công việc ổn định, hay đơn giản là thay đổi giá trị bản thân theo hướng tích cực. Chúng ta thường được nghe rằng, khi còn trẻ, hãy đầu tư xứng đáng cho học tập. Học vốn là việc cả đời. Khi chi tiền cho kiến thức, bạn sẽ giàu có về tri thức, về phẩm chất, về kinh nghiệm và về tiền bạc. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta cũng nên chú trọng đầu tư để bản thân đạt được những sự tiến bộ khác như đầu tư vào ngoại hình hay hình ảnh bản thân. Một bộ não thông minh và một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn tiến xa và ổn định hơn trong cuộc sống. Điều thứ ba, tiêu tiền cho các mối quan hệ xã hội. Có người cho rằng tuổi tác của một người không chỉ thể hiện qua năm tháng mà còn qua các mối quan hệ mà người đó có. Ai trong chúng ta cũng có bạn bè, từ những người bạn xã giao đến những người bạn thân thiết nhất. Bạn bè là người dễ lắng nghe, dễ tâm sự và dễ dàng sẻ chia. Khi bạn bè có niềm vui, thành quả, chúng ta ở bên và chúc mừng họ. Khi bạn bè gặp khó khăn, ngoài việc động viên về mặt tinh thần thì một khoản trợ giúp về vật chất sẽ giúp họ vượt qua được giai đoạn đó. Bạn bè sẽ cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình và hào phóng của bạn. Người luôn sẵn lòng chi tiền cho người khác là một người trách nhiệm, xuất phát từ sự tự nguyện và hy sinh. Đổi lại, bạn sẽ nhận được những giá trị hơn thế. Đó có thể chỉ là sự chân thành của bạn bè, nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên bạn. Khi có cơ hội thích hợp, họ sẽ giúp bạn như những gì bạn đã giúp họ. Mỗi người đều có quan niệm khác nhau về sự dư giả. Nhưng khi bạn biết cách tiêu tiền và chi tiêu vào những điều trên, bạn sẽ ngày một giàu có.